Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, 5 ngày cuối cùng của tháng 1 âm lịch năm Quý Mão, những con giáp dưới đây sẽ gặp đủ chuyện xui xẻo, từ chuyện công việc đến tình cảm cá nhân. Do tâm tính thất thường nên các bạn sẽ rất dễ mâu thuẫn với cấp trên, vì thế các bạn cần kiềm chế lời nói, hành động của mình để tránh giận quá mất khôn. Trong những ngày này, bạn cũng cần chú ý bảo vệ sức khỏe của mình, mặc áo ấm khi ra đường bởi các bạn sẽ dễ bị ho, cảm lạnh hoặc cảm cúm. Về vấn đề tình cảm, sẽ có những mâu thuẫn, cãi vã, xung đột với bạn bè hoặc người yêu, nên các bạn cần bình tĩnh ngồi xuống cùng đối phương để nhìn nhận lại vấn đề, tìm ra cách giải quyết. Chúc các bạn có một ngày an lành. Tuổi Dần. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Dần gặp phải nhiều trở ngại, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm kiếm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Người tuổi Dần có nguy cơ mất tiền hao của rất lớn trong những ngày này khi phải chịu tác động của kiếp tài hung tinh. Đầu xuân mới cho vay tiền của cũng bị cho là xui nên bạn cố gắng từ chối khéo léo nhé. Thà mất lòng trước, được lòng sau còn hơn. Tiền bạc, mồ hôi, nước mắt kiếm được, đừng vì cả nể mà đánh mất công sức vất vả của bản thân. Vận tài lộc của người tuổi Dần sa sút. Trong những ngày này, do hoạt động xã giao tăng cao nên cần đến tiền nhiều để giải quyết. Ngoài ra, vào thời điểm cuối năm, hoạt động sắm sửa kích thích ham muốn mua sắm của người tuổi Dần dẫn đến việc vung tiền không kiểm soát. Người tuổi Dần vẫn cần chú ý chi tiêu hợp lý, cắt đứt những mối quan hệ không có lợi ích, kẻo lãng phí thời gian, tiền bạc. Đường tình duyên của con giáp này cũng không được thuận lợi, bản mệnh cảm giác mình và người ấy ngày càng có nhiều bất đồng, có nhiều khi bạn không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu, tại sao lại cứ luôn khiến bạn thất vọng như vậy. Tử vi sức khỏe cho rằng tuần này một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Dần không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ, khi làm việc bạn cũng không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải thật cẩn trọng, nếu có thể nên để người khác cầm tay lái. Để được may mắn hơn trong thời gian này, gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn, hung tinh xuất hiện trong tử vi là điềm báo có tranh chấp, cãi vã xảy ra trong tuần này. Người tuổi Thìn có xu hướng trở nên nóng giận, sẵn sàng tranh cãi với người khác khi khó chịu. Đầu óc vì thế khó giữ được tỉnh táo nên dễ đưa ra quyết định thiếu chín chắn, cẩn thận gây ảnh hưởng đến kết quả công việc của cả tập thể. Con giáp này một khi đã quyết định điều gì là bản mệnh sẽ trở nên cứng đầu, cứng cổ, thậm chí cực đoan không muốn nghe ý kiến của người khác. Bạn đang tự đẩy bản thân vào tình huống trở thành kẻ khó ưa trong mắt người xung quanh mà không hay đấy. Hãy suy nghĩ thấu đáo hơn nhé! Đường tình duyên của người tuổi Thìn gặp trục trặc nặng nề, chuyện tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài, bản mệnh nên tìm cách giải quyết nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình. Vận khí nhiều biến động trong tuần này sẽ ảnh hưởng phần lớn đến phương diện sức khỏe của người tuổi Thìn. Đây là thời điểm bệnh cũ dễ tái phát, có người có thể phải động chạm dao kéo nhưng không quá nghiêm trọng. Người tuổi Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Tỵ. Hung tinh xuất hiện trong thời gian này là điềm báo người tuổi Tỵ dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức bởi bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay. Lại thêm ảnh hưởng của thương quan khiến tuổi Tỵ rất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập.
Nếu bạn có người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc thì có cơ hội tiến thân, nhưng nếu đơn phương độc mã thì rất khó thành công như mong đợi. Chuyện tình cảm cũng không khá khẩm hơn khi hai bạn luôn xảy ra mâu thuẫn với nhau. Nếu còn giận hờn đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Dù không chịu thừa nhận nhưng thói quen sớm nắng chiều mưa của bạn đang gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bạn rất nhiều đấy. Sức khỏe của những người tuổi Tỵ có thể không tốt vào tuần này. Sự nghiệp bận rộn khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Kiếp tài nhắc nhở tuổi Mùi cần phải cẩn thận, kẻo tuần này bản mệnh sẽ dễ mất tiền lắm đấy. Con giáp này có thói quen tiêu xài phung phí, không chịu cân đối chi tiêu thì sớm muộn gì tiền bạc cũng tiêu hao, không kiểm soát là điều dễ hiểu. Người làm kinh doanh buôn bán càng cần phải thận trọng, bản mệnh có thể tin lầm lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay, dễ rơi vào cảnh điêu đứng khi tài chính sa sút, nợ nần chồng chất. Con giáp này cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được người tốt kẻ xấu. Về phương diện tình cảm, xung khắc xảy ra liên tục, vợ chồng có thể vì chuyện cơm áo gạo tiền mà xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, trách móc, than vãn chẳng những không giải quyết được mâu thuẫn mà còn khiến căng thẳng leo thang, mọi chuyện càng thêm tệ. Điểm sáng duy nhất là tình hình sức khỏe của người tuổi Mùi trong tuần này khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh hồi phục, cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện, tăng cường sức đề kháng thì không cần lo tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có sức ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Người tuổi Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thân. Xem tử vi tuần này, xui xẻo đeo bám khiến người tuổi Thân bao phen chầy chật, công việc xuất hiện nhiều trục trặc, những sự cố phát sinh bất ngờ khiến bạn không có được sự tỉnh táo, sáng suốt khi đưa ra quyết định. Sự nóng vội và chủ quan có thể khiến phá hỏng uy tín cá nhân đã xây dựng bấy lâu. Tài lộc ở thời điểm này có phần sa sút hơn, kinh doanh buôn bán không những không sinh lời mà còn hao hụt đáng kể. Các khoản đầu tư dễ thua lỗ do không theo kịp biến động thị trường. Vì vậy, Thân tốt nhất nên quản lý chặt chẽ túi tiền của mình, tập trung tích lũy là trên hết để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Việc chi tiêu trong thời gian này cũng cần tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá để rồi tiền mất tật mang, ai xứng đáng chi tiền thì mới cho. Đồng thời tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú nhất thời kẻo hao tổn khoản tiền lớn. Tuần này khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó phải hết sức thận trọng, kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Sức khỏe của người tuổi Thân có thể không tốt vào tuần này, sự nghiệp bận rộn khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu, điều này ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp đen đủi nhất trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.